Xin chào anh em. Hôm nay thì Levasoft có một chiếc bài lửa Zippo mới gửi đến anh em, rất là đẹp. Chiếc Zippo màu xanh ngọc bóng, trông như một thỏi viên ngọc vậy anh em. Rất là đẹp. Một trong những màu mới được đánh giá là đẹp nhất của Zippo anh em nhé. Chiếc bật lửa Zippo màu xanh ngọc này bóng này đang có sẵn tại Devashop anh em nhé. Anh em nào quan tâm đến chiếc Zippo này có thể để lại số điện thoại bên dưới, mình sẽ liên hệ và đặt hàng cho anh em. Còn anh em nào muốn tham khảo thêm sản phẩm khác có thể tham khảo tại website deva.vn. Xin chào anh em.